Đôi dép hay gói kẹo, dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng vô cùng cần thiết đối với những em bé vùng lũ. Mới đây, một đoạn clip về cậu bé ở vùng lũ Quảng Trị đi chân đất lễ phép cảm ơn khi nhận được gói kẹo từ đoàn từ thiện khiến ai cũng phải ấm lòng. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút được rất nhiều cư dân mạng. Theo đó, trong đoạn clip, khi xe ô tô của một đoàn từ thiện đang đi trên đường thì bất ngờ bắt gặp một cậu bé đầu trần, tóc bướu sũng đang đi bên ven đường. Ngay lập tức, xe đi chậm lại và một người đàn ông trong xe cầm một gói kẹo đưa với ra cho cậu bé. Cô ơi, cho con này. Đưa hai tay nhận gói quà, cậu bé vô cùng lễ phép cúi đầu và cảm ơn. Người đàn ông trong xe từ thiện cũng phát hiện ra cậu bé đang đi chân đất và hỏi: sao dép ra rồi? Cậu bé liền trả lời: con mất dép rồi. Thế vậy, người đàn ông liền tìm ngay một đôi dép và tặng cho cậu bé. Đôi dép này mang tạm vào nhé. Cậu bé nhận quà nở nụ cười tươi rói, kèm theo lời cảm ơn vô cùng chân thành. Thương quá, con người miền Trung thật thà chất phác vậy đó. Trẻ con ở vùng lũ rất ngoan. Các học sinh khi nhận quà xong, cháu nào cũng vòng tay lễ phép. Cháu cảm ơn cô, nhìn ngoan và thương lắm. Cậu bé vừa ngoan ngoãn, vừa lễ phép. Cho gì thì cảm ơn, chứ không hề đòi hỏi. Một số bình luận của cộng đồng mạng. Cô ơi, cho con này. Dạ, cảm ơn. Rồi, sao dẹp đâu rồi? Mất dẹp, có đôi dẹp nhỏ cho nó kia. Đây, chú có đôi dẹp nè. Đôi dẹp này cũng được thôi, mang tạm đôi dẹp này nha. Mang tạm vào đâu chân? Mang vào cả đâu chân. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Trong đó không ít người tỏ sự thương mến trước sự lễ phép và ngoan ngoãn của cậu bé. Và cách cảm ơn rất chân thành khi nhận quà của cậu khiến đoàn từ thiện ấm lòng. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nha.